Hello, xin chào cả nhà. Cả nhà cho xem video bé Nan Thái Lan nha ha. Em Nan là Em Nan. Hôm nay Em Nan muốn sẽ trả lời với các bạn hỏi Em Nan nha ha các bạn. Ai hỏi Em Nan ạ? Ok, bây giờ thì anh sẽ anh sẽ đọc bình luận của khán giả rồi anh sẽ cho em biết nha. Nếu em đang đăng ký rồi đó hả các bạn, là em đang là muốn ở Việt Nam với Thái Trung nha các bạn. Thì nếu hỏi em đang là for sure the one đúng không, what is the best, em đang là muốn ở nhà của em đang là top hơn. Ở Việt Nam là em đang cũng đi ha, đi chăm sóc gia đình của chúng ta, của anh gì. Nếu mọi người là nếu em đang đám cưới rồi đúng không, là em đang có cái gì làm ở Việt Nam, em đang ở Việt Nam. Nếu em đang không có cái gì ở Việt Nam làm, là em đang ở Thái cho làm chung với mẹ của em đang. Anh gì là có cùng có anh như không có cái gì làm, em đang bồ cho em đang nha, cứ có làm video cho mọi người nè, em đang bồ nè, nếu có cái gì nè nghe. Nếu có nói lặp lại ladies. Hai ba lặp lại. Ok ha, em đang ok. Anh gì là không có cái gì cho em đang làm, cái gì cho em đang buồn. Anh gì sợ em đang bỏ, anh gì ở Thái. Thường thường anh gì cũng không có bạn, không có ai biết ở Thái. That's why, how to say. Đó là lý do anh gì không có làm cái gì cho em đang buồn hả các bạn. Em đang sinh năm 1993 hả mọi người. Before em đi Phú Quốc làm cái gì? Lúc trước em đang đi Phú Quốc là em đang đi làm spa. Bao lâu? Một năm rưỡi. Tại sao em đang vừa về ở Thái Lan có Covid-19 các bạn ơi, làm tiếp không có được. Nếu hỏi em đang là thích cái gì, đồ ăn của anh gì nấu cho em đang ăn là thường thường là có ngon hết à, ngon hết. Làm cái gì cho em nên ăn hết nó. Nhưng mà em thích cái gì nhất? Em nên thích cái What gì the most? Đó? Canh. Anh gì nấu canh ngon. Nấu canh cho em nên à. Nấu canh nấm nấm cho em nên ăn là ok rồi. Em nên làm giống anh gì không có được. Nan có biết mình đẹp lắm không? Em nên là cũng không biết. Cũng không biết là em đang là đẹp lắm với mọi người. Em đang suy nghĩ là mọi người thích em đang nói giống bé, em đang nói giống suy nghĩ cái gì là em đang nói ra hết. Em đang không có suy nghĩ nhiều. Nếu chị Nan và anh Di có baby thì tên là gì? Có bầu rồi bây giờ có baby ở tên cái gì nha. Lúc trước em đang suy nghĩ nếu em đang là có bé của em đang là bạn con trai con cái là tương lai biết chứ. Nếu có rồi là chỗ hỏi các bạn lặp lại muốn tên cái gì, em đang cũng không biết. Em đang không biết nói tiếng Việt, nếu nói tiếng Thái ok. Em đang chưa suy nghĩ. Em chưa suy nghĩ đúng không? Đúng rồi, em đang chưa suy nghĩ. Nếu em đang suy nghĩ em đang tào lao á. Nó khoai môn, khoai mì, khoai lang, khoai cái gì đó em đang thích ăn lắm. Nếu cho em đang suy nghĩ là em đặt tên con là khoai lang, khoai môn, khoai mì hả? Đúng rồi. Nếu có baby đẹp đẹp dễ thương là trà sữa. Trà sữa ngọt ngọt. Ok. Em học tiếng Việt như thế nào? Nói chuyện tốt thế. Tốt thiệt đúng không? Chị Nan học
kiểu gì mà nói tiếng Việt tốt thế ạ? Nếu hỏi em đang là tại sao em đang nói tiếng Việt được, em đang là đi làm ở Việt Nam đúng không, ở Phú Quốc là một năm rưỡi rồi đúng không, em đang là đi chơi một mình, đi tập gym một mình, lúc trước là chơi diễn với anh yêu, chơi nói chuyện với ai, em đang là học với người ta chú bán cái gì đồ ăn cho em nên ăn. Lúc trước em nên là nói trước em nên là học nói tiếng Việt là nếu em nên muốn ăn đồ ăn cái này nói như thế nào em nên hỏi Google hỏi Google giúp em nên nhiều lắm, hỏi Google trước là nếu em nên muốn đi ăn cái này nói như thế nào, ăn cơm, ăn bánh mì là cái gì, tại sao ở sáng rồi em đang đi tập gym là em đang thấy là mọi người tại sao tông bán bánh cái này nhiều, bánh dày dày là bánh cái gì à, em đang có hỏi Google đó ha các bạn, là không có cái gì suy nghĩ nhiều, em đang muốn biết là em đang tìm cho biết là nói như thế nào. Chị Nan có nhớ Việt Nam không? Nhớ. Nếu hỏi em đang là nhớ Việt Nam lắm các bạn, nhớ thiệt, là bây giờ đi chưa có được, em đang nói với anh gì là mỗi ngày mỗi tối nữa các bạn, là nếu hết covid có covid ít rồi à, không có mạnh rồi à, các bạn là em đang dừng em đang với anh gì ở sân bay lười, em đang check in dần dần đi ở Việt Nam cho nói chuyện với gia đình của em đang ở Việt Nam. Duy và Nan yêu nhau ở điểm nào? Cả ba người đều vui vẻ và có duyên, diễn đạt tự nhiên. Câu hỏi này là hỏi em tại sao em yêu anh. Câu hỏi này là hỏi tại sao em yêu anh. Lý do. Why? Lý do. Em yêu anh vì cái gì? Lý do nếu hỏi em Nan là tại sao yêu anh Duy nữa hả? Anh Duy là chở em Nan đi chùa. Thích chở em đang đi chùa, lúc trước em đang không có biết với ai, không có biết là đi chùa như thế nào ở Phú Quốc, là anh gì muốn giúp nhiều lắm, em đang nắm tim của em đang là có người con trai đó, người bạn trai muốn chở em đang đi chùa ở trên núi, nhìn cái gì đẹp đẹp, nhìn biển đẹp đẹp, không phải romantic nữa các bạn, là tại sao em đang suy nghĩ đó, là tại sao người cái này là làm em đang nóng ấm em đang tại sao em đang yêu anh gì that time, how to say that time, lúc đó em đang yêu anh gì đi chùa hả các bạn, anh thấy mình tào lao em ha, người ta yêu nhau người ta đi cà phê coffee shop, là người ta đi chơi, anh em đi chùa. Năm nay em bao nhiêu tuổi? Năm nay em đang là gần 29 tuổi rồi nè hả các bạn. Cái tiếp là tháng 8 đúng không, là em đang là sinh nhật của em đang là ngày 5 tháng 8. Em đang gần 29. Mẹ năm nay bao nhiêu tuổi? Mẹ năm nay bao nhiêu tuổi là 45, 46 ha. 46 đúng rồi. Em Nan có ăn hiếp gì không? Em Nan không có ăn hiếp với anh gì nè hả các bạn. Cho anh gì ăn hiếp với em Nan được. Thế em Nan không biết à, em Nan cho bạn phải ăn hiếp với anh gì cho cái gì? Hiểu không các bạn? Cho cái gì? Em Nan là nhỏ, em Nan là cho anh gì chăm sóc em Nan nhiều hết. Tại em Nan là ăn hiếp với anh gì à? Ăn đầu của anh gì hả các bạn? Nếu em nên đòi bụng chết mẹ lấy em nha các bạn nè, nếu nếu không có chở em nên đi đâu đi ăn bây giờ nè, em nên có ăn hiếp với ăn đầu của anh gì nè, thề anh gì biết nếu em nên muốn ăn hiếp với, nếu em nên có ăn hiếp với anh gì là tại em nên cảm thấy gì thế nào, em nên đòi bụng. Em có muốn mở spa không? Mở spa hả? Muốn. Thường thường em đang thích spa là cho mọi người đi khỏe, cho mọi người nói chuyện với em đang là nếu bệnh cái gì, bệnh đau cái này, spa của em đang là em đang là học không nhắm là spa là cả massage bình thường nó không phải, em đang là massage cho mọi người biết là
bệnh cái gì, tại sao bệnh cái này, nói chung nói chuyện cho like recommend them how to say. Giới thiệu. Dám nếu ai đi ở spa, em này là em đang muốn giới thiệu cho các bạn được nè ha, cho các bạn là chăm sóc ở nhà được, không có đi dẫn với bác sĩ, không có uống thuốc nhiều. Em đang thích cái này, muốn mở cửa. Nếu em với anh đám cưới, em có muốn là mặc áo dài Việt Nam không? Áo truyền thống, áo traditional á. Ôi, thích lắm. Lúc trước em đang cũng là đi chung đi how to say how to join. Em đã. Ồ, lúc trước em đang cũng đã với chúc mừng năm mới à. Chúc mừng năm mới ở Việt Nam có ăn bánh tung, bánh tét, bánh cái gì nè, bánh cho may mắn, bánh cái gì ở Việt Nam em đang thích lắm. Có đi với áo dài hơn các bạn. Ồ, áo đồ đỏ đúng không? Thường thường em đang thích em đang thấy loại là traditional, how to say traditional, truyền thống. Thường thường em đang thích truyền thống của Việt Nam. Nếu đám cưới rồi em muốn làm cái gì? Nếu đám cưới rồi chưa có bảo nữa các bạn. Nếu em đang đám cưới xong rồi nè, chưa. Ý là plan á, plan của em là muốn làm cái gì? Chưa có bảo plan của em nè là muốn làm cái gì. Nếu đám cưới xong rồi là đi chơi trước, đi chơi được, đi chơi dần khỏe chung với anh gì trước, dần với các bạn ở đâu trước nha các bạn á. Nó có dần rất quan trọng là dần tiền ở how to say this book like ở ATM ở bank tiền trong tài khoản anh nói tiếng Anh đấy, quan tâm là dần tiền ở tài khoản rất quan trọng là dần tiền ở tài khoản của chúng ta, tức là có bao nhiêu tiền rồi nè ha, cho đi chơi được không, cho có bầu, nếu có bầu rồi là có chăm sóc baby được không nè ha các bạn. Rất quan trọng thiệt cái này. Nếu các bạn muốn hỏi cái gì em Nan nữa, hỏi được nè ha các bạn. Em Nan thích nói chuyện với các bạn. Hôm nay là cảm ơn mọi người cho hỏi em Nan, hỏi cái này với em Nan, muốn biết em lại cả yên tâm với em Nan là muốn làm cái gì nè ha. Cũng là cho các bạn có lời nè ha. Nếu ai là làm cái gì bây giờ là làm khỏe, căng thẳng COVID-19 nè ha các bạn, không lỡ tay, có khẩu trang đi chơi nè ha các bạn ơi. Là nếu em Nan với các bạn khỏe rồi là how to say everything best already like là hẹn gặp lại. Nếu cái gì khỏe rồi là hẹn gặp lại ở Việt Nam. Bye bye ค่ะ. Ở đây ở Thái ha, nắm chất rồi.